Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 10 vừa qua, trên đường đi công tác về miền Tây đến đoạn xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, một giám đốc và phó giám đốc của công ty có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị nhóm người tấn công khi đang ngồi ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường, dùng bình xịt hơi cay, sau đó thì châm lửa đốt xe. Hậu quả là nạn nhân Trần Văn Tri đã tử vong sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều thông tin cho rằng đây là một vụ cướp có kịch bản từ trước. Trong sáng nay, Công an Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Đại tá Đặng Thanh Giang, trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hậu Giang, thông tin ngay khi nhận tin báo một xe ô tô 7 chỗ bị cháy trên quốc lộ 61C. Đơn vị đã phát hiện trên xe có vết máu nên đã tổ chức họp khẩn cấp ngay trong đêm và xác định đây là vụ án nghiêm trọng, không phải là vụ án cướp của thông thường, nên lập tức phân công 3 mũi điều tra. Nhiều khả năng là cái vụ không phải là một cái vụ cướp mà thông thường, mà rất nhiều khả năng là một cái vụ giết người, hủy hoại tài sản do cái nguyên nhân thủ tức. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo PC45 báo cáo C45 và Tổng cục Cảnh sát để phối hợp điều tra. Sau hơn 13 ngày truy tìm, đến ngày 17 tháng 10, cơ quan công an đã có đủ tài liệu chứng minh hành vi giết người và hủy hoại tài sản của nhóm đối tượng và bắt khẩn cấp 6 nghi can. Trong đó, Trần Kiều Trang, con gái ông Ri, là chủ mưu, đã phối hợp với Cai Văn Trung, là tài xế ông Ri, để cung cấp lộ trình đường đi để các đối tượng Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Thị The, Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Hữu Lộc thực hiện hành vi đánh dằn mặt bà Chiến với hợp đồng được thuê là 220 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình gây án, các đối tượng đã đổ xăng đốt xe tạo hiện trường giả. Chặn xe để với mục đích là giết người và đốt xe để hủy hoại, phi tang, chứ còn không phải là cướp. Đấy, cho nên chính nhất vụ án là như thế. Thì đối tượng Trang là đối tượng chủ mưu, là người thuê mướn để giải quyết cái mâu thuẫn đối với chị Chiến. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, tôi xin nhiệt liệt biểu dương khen ngợi và đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát Hình sự, của Công an tỉnh Hậu Giang, của các cục nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh của Công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ và đã điều tra làm rõ và bước đầu đã thành công chuyên án này, góp phần ổn định tình hình và củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Với chiến công này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tặng bằng khen cho Cục Cảnh sát Hình sự, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Công an tỉnh Hậu Giang 50 triệu đồng. Đồng thời, Bộ Công an đã trao tặng 50 triệu đồng để biểu dương tinh thần các chiến sĩ làm nhiệm vụ hết mình,